Xin chào các bác và các anh em. Có một bác ở Hưng Yên thì bác có gửi cho em chiếc băng số của cái hãng Ebo. Chiếc băng số này là chiếc băng số X8 hàng bãi. Thì trước đây thì bác ấy cũng đã mời anh em thợ đến nhà để setup. Thế nhưng mà bác ấy cũng không đồng ý. Và bác cũng đã dựa theo những cái phương pháp chia sẻ của em ở trên các cái dòng phang số đời X thì bác cũng có áp dụng và cũng có cái phần cải thiện hơn so với lại thợ đến nhà setup. Thế nhưng mà để cho cái chất âm mà nó hoàn chỉnh hơn thì bác ấy có gửi đến cho em để em setup lại. Thì nếu như các ba anh em mà muốn tìm hiểu, muốn xem được cái sự đánh giá của bác khách này thông qua cái địa chỉ và số điện thoại đây, mà các ba anh em có thể là tìm hiểu về cái chất âm hay là nghe cái đánh giá về cái chất âm mà em đã làm ở trên chiếc con số này sau khi mà em căn chỉnh cho cái bác ở như này. Thì chiếc vang số này nó là chiếc vang số hàng bãi và là chiếc vang số dùng cho cái thị trường có lẽ rằng là nội địa Trung Quốc. Thế cho nên rằng là cái phần mềm ấy thì là nó cũng là tiếng Trung Quốc. Phần mềm là tiếng Trung Quốc. Khi mà chúng ta căn chỉnh bằng tay thì là các cái menu hiển thị ở trên mặt vang số ở trên cái mặt hiển thị này nó là tiếng Anh. Thế nhưng mà khi mà giao diện trên máy tính thì nó là tiếng Trung Quốc. Về cái phương pháp căn chỉnh thì nó cũng giống như các cái dòng X thôi. Thì chiếc con số này nó có hai đường mic riêng biệt, có mic A và mic B. Và cái phương pháp căn chỉnh thì nó cũng tương tự như là cái dòng X5, X7, X8, X9, X10, X12. Thì hôm nay thì em sẽ chia sẻ với lại các anh em về cái phương pháp căn chỉnh. Chia sẻ luôn về thông số thôi, về phương pháp thì có lẽ rằng em chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì em chia sẻ luôn về cái phương pháp để cho các anh em có thể là nắm bắt được luôn. Nắm bắt được luôn. Thì trước tiên thì em thử cái phần mút xích. Thì bác này bác có nói chuyện là trước đây thì thợ đến nhà setup, thế nhưng mà bác cũng không muốn ý. Thì bây giờ trước tiên thì em sẽ thử cái phần phần ấy đó. Cái phần mic. Thử cái phần mic ở trên chiếc con số này để cho các anh em nghe được cái chất âm mic của cái cấu hình cũ ở trên chiếc vang số này. Thì cái vang số này thì nó loát hơi chậm một chút. 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10
Thì các bác và anh em khi gửi bản số đến cho em thì cũng rất muốn là nghe được cái chất âm trước khi căn chỉnh và cái chất âm sau khi căn chỉnh. Đây là câu số 2. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 7 7 1 1 1 2 2 2 6. Câu hình số 3 này. Bản số này nó loát hơi chậm. Hình số 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 2 6. Và bây giờ thì em sẽ thử cái cấu hình mà em làm có cái tên là Hồng KTV1. Thì em sẽ thử cấu hình này để cho bác nghe được là cái chất âm nó có sự khác biệt gì không so với lại các cấu hình cũ. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 10 10 1 1 2 2 6 6. Thì nói về cái giao diện ấy thì như các bác anh em nhìn thấy là đây là toàn cái dấu hỏi chấm thôi, toàn dấu hỏi chấm thôi. Thế nhưng mà đối với em là một người mà va chạm vang số nhiều năm thì em chỉ nhìn thoáng qua các cái bảng menu ở đây thì em biết được là nó là chức năng của cái phần gì. Thì đây nó là phần music này, phần music. Thì tí nữa em sẽ mở một cái bài bài nhạc để mà so sánh các cái cấu hình cũ với lại những cấu hình kể cả trong cái phần music mà em đã căn chỉnh. Thì các anh em có thể là tham khảo về cái chất âm music mà em đã làm trên chiếc con số này. Và
và tí nữa em sẽ mở cái phần nhạc để mà so sánh giữa cái phần music cũ và phần music mới. Thì các anh em có thể là áp dụng ở đây, thì em nghĩ rằng cái phần music cũng khá tốt, các anh em có thể là tham khảo đây. Đây là mic A này, mic A thì em cũng không phân tích chia sẻ nhiều. Đây em đưa về dưới này để cho các anh em có thể nhìn được là các cái giải tần số thấp này, các giải tần số thấp kéo lên trên này, kéo lên trên này là các giải tần số cao này, các giải tần số cao, các giải tần số cao. Và mic B thì em cũng đã căn chỉnh, đây là mic B này, đây là mic B. Tiếp đến là cái phần effect, các bác có thể là tham khảo ở cái phần effect, tham khảo ở phần effect. Ở bên này là căn chỉnh hiệu nghe cho, đây từ đây đổ sang bên này là căn hình hiệu, hai ô bên này, hai ô bên trái này là căn chỉnh hiệu nghe cho, hai ô bên phải này là căn chỉnh hiệu gì vợt. Nó có bốn ô thì hai ô bên trái là căn chỉnh về hiệu nghe cho, hai ô bên phải là căn chỉnh hiệu gì vợt. Thì các bác và anh em lưu ý ở cái gì vợt thai này nhé, thì mỗi một chiếc băng số thì cái gì vợt thai nó có cái sự khác nhau, cũng là cái dòng X thôi. Thế nhưng mà dòng X3 nó khác, X5 nó khác, X6 nó khác, X7, X8, X9, X10 và X12 nó khác ở cái dịp vật thai này nhé. Nếu như có một chất âm đẹp thì cái dịp vật thai này chúng ta phải tùy biến thì nó mới có một chất âm đẹp được. Tiếp đến là cái phần main. Và phần main nó cũng đơn giản thôi. Các bác anh em có thể là nhìn các cái thông số ở trong cái phần main, nó cũng rất đơn giản thôi. Đây là phần main. Có sử dụng chế độ compressor. Chế độ compressor này nó rất quan trọng đấy các bác. Các bác cứ thử đi. Trước mắt các bác cứ để các cái thông số như của em. Sau đó các bác thử xê dịch một chút xem. Đang là 13 dBu có thể lên 14 hoặc về 12. Đang 45 trở về 32 hoặc là trở về 48. Rồi cái xả nén này như thế này. Cái này nó tính theo số lần. Cái này nhân 8. Cái này nhân 4. Đây là phần main này. Tiếp đến là cái cổng cổng này là cổng Kenter, cổng su dao. Cổng này cổng su dao. Cổng này cổng su dao thì các bác anh em cũng có thể là tham khảo một cái thông số trong cổng su dao. Chung cổng su dao. Và đây là cổng Kenter. Cổng Kenter. Và đây là cổng súp. Đây là cổng súp. Các bác anh em có thể là tham khảo về cái phương pháp căn chỉnh ở trên cổng súp của chiếc băng số IBO X8 này, của hãng IBO. Thì chiếc băng số này nó là băng số X8 hàng bãi. Hàng bãi. Phần mềm thì phần mềm giao diện của Trung Quốc, toàn hỏi chấm thôi, không có tiếng Anh. Có một vài chỗ có tiếng Anh. Chỗ này là tiếng Anh. Chỗ này là tiếng Anh. Thì đối với các dòng băng số X ấy thì là em cũng phân tích rất là nhiều rồi, cho nên rằng là hôm nay thì em cũng chia sẻ luôn các cái thông số để cho các anh em sử dụng cho nó tiện. Và cũng có nhiều các anh em hỏi em về các cái thông số, thì có những lúc em rỗi thì em có thể là tư vấn cho các bác và anh em, nhưng mà cũng có lúc thì cũng bận, thì có thể là thông qua những clip này thì em chia sẻ các anh em để các anh em có thể là áp dụng được. Các anh em có thể là áp dụng các cái thông số ở đây, rồi chúng ta có thể là xê dịch một chút là có lẽ rằng là sẽ tốt cho cái băng số cùng dòng, cùng đời mà các bác đang dùng. Thì ở đây là cổng Kenter, thì em mời vào lại một chút để cho các bác có thể là xem được các cái cấu hình ở trong các cái cổng xuất ra trên chiếc băng số này. Đây là phần main. Đây là phần effect. Phần mic. Phần mic. Và bây giờ em thử mở một cái đoạn nhạc. Bây giờ nhạc đôi khi nó dính bản quyền, cho nên là nhiều lúc nó cũng rất là dở về cái bản quyền. Thế nhưng mà thôi thì em cứ mạnh dạn em mở một chút để cho các anh em được nghe được. Và đây nó là cái cấu hình nhạc của em này. Bây giờ thì đây nó là cái phần mà em nói thêm một chút là đây là cái phần mà gọi là hệ thống. Thì trong cái phần hệ thống này thì có cái phần đây là gọi chương trình này, đây là lưu chương trình này, gọi chương trình, lưu chương trình. Ở đây là bên này là đặt các cái giá trị lúc khởi động này, khởi động của phần nhạc, tối đa phần nhạc, khởi động phần mic, tối đa phần mic, khởi động của effect và tối đa phần effect. Đấy thì các bác anh em
cũng có thể nắm được cái giao diện này để các anh em có thể sử dụng cho nó dễ. Và đây là cái cấu hình phần nhạc. Em sẽ mở thử một cái đoạn nhạc để cho các anh em nghe được cái chất âm trong cái phần music của em và so với lại cái phần music của cái cũ. Đây phần music đây. Ôi những mùa đông bút hơi thơ mẹ sưởi ấm con tròn giấc mơ xa. Chảy vào tim con, mẹ ơi, bao năm qua lời mẹ ru cho con ngày trưởng thành như lòng mẹ mong, rồi khi con lớn con rời xa còn đau hơi ấm những ngày trong cho sâu đời bao đôi khi con vẫn ngàn năm khắc ghi hình bóng mẹ, cho sâu đời bao đôi khi con vẫn ngàn năm khắc ghi hình bóng mẹ. Ở bên này nó là cái phần tăng giảm của phần music này. Ở đây là tăng giảm phần mic này và đây là tăng giảm phần effect. Thì chắc là các bác vừa rồi cũng nghe được cái chất chất nhạc, chất music ở trên chiếc băng số này và có cái sự so sánh giữa cái cũ và cái mà em đã làm. Thì các bác anh em thông qua clip của em thì các bác anh em có thể là căn chỉnh được cái chiếc băng số của hãng iBo. Cái này là cái X8 hai đường mic riêng biệt, thì các bác anh em có thể là tham khảo để mà căn chỉnh cho chiếc băng số này được tốt hơn. Và các bác cần những cái sự đánh giá thông qua cái việc căn chỉnh của em thì các bác có thể là thông qua cái địa chỉ của cái bác ở Hưng Yên này thì các bác anh em có thể là tham khảo. Và bây giờ thì em xin tạm biệt các bác anh em, hẹn các bác anh em trong những clip tiếp theo.